Xin chào cả nhà Yolan ạ. Xin trưa ngày mùng 3 tháng 5 năm 2022. Xin kính chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ. Hôm nay thì em có về thêm một số những dòng hàng lan tươi mới, và em xin phép là cập nhật cho các bác những dòng hàng mới về. Và hai số điện thoại để liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Lộc Hải Dương. Những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển nhé. Một cái bộ lô hàng cuối trong tháng 8 vừa mới cập bến mới, rất là đẹp luôn. Và hôm nay thì rất là nhiều mặt hàng tươi mới để các bác lựa chọn. Và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại báo giá chi tiết đến các bác nhé. Đầu tiên thì xin giới thiệu các bác cái lô quế trắng tháng 8 vừa mới về. Hàng lá xếp ạ. Nói chung là quế nhà em thì nó bao đẹp luôn. Ngoài thị trường nó thật là nhiều lô em nhập của bên mối khác ấy, giá thực sự là cái hàng nó, cái chất lượng không bao giờ được bằng cái mối. Mối dân này em vẫn hay lấy thông thường như này. Hàng lá xếp đẹp. Còn hàng rừng thì không tránh được một số lá, nó vẫn kiểu như là sâu xia thì bình thường. Đó. Cây xếp cắt tỉa sạch sẽ, dễ gọn gàng. Cân lên số lượng thì rất là được nhiều cây. Chứ nhiều lô hàng đây hôm trước lấy, không nhiều các bác ở hôm trước lấy của một mối dân khác này. Hôm trước lấy của mối khác này. Đấy. Cái lô hàng nó rẻ hơn có vài chục nghìn thôi, nhưng mà các bác nhìn chất lượng cây nó khác nhau hoàn toàn chứ. Dễ ở bên dân khác người ta cắt tỉa rất là kém, và thứ hai cây nó không bao giờ nó đẹp đều đẹp như này. Nên là hàng hôm nay hàng về mới con như này nhá, em gửi cho các bác là hàng đẹp. Còn cái hàng này là em cho vào vườn hoặc em sẽ bán thanh lý xả lỗ thôi. Đấy, cái hàng đẹp mới về và cây xếp về như xếp như này. Em bán với giá là 600.000 đồng một ký nhá. Các bác có thể lấy tầm nửa cân hoặc một cân tí thích. Nhiều bác thấy cái lô hàng đẹp người ta về người ta ôm, người ta ghép lên trụ ấy. Riêng những dòng hàng xếp mà ghép lên trụ, lên chậu ấy, bán giá trị cực kỳ, bởi vì quế tháng 8 cái dòng hàng nó hiếm. Và thứ hai là nó đẹp thân lá thì sau này bán nó có giá hơn. Hàng vừa về hôm nay thì tha hồ nhé, rất là nhiều sự lựa chọn. Xem bên đây là một số những hình kiều tím miền Trung nhá. Hình kiều tím miền Trung có một số rề vịt đỏ với cả hoàng thảo thập hoa thì em quen rồi. Kiều tím miền Trung nguyên rề, em gọi đây là K1 này. Hàng rừng nhá, đây lá rất là dày, đây là những thân hoa nó chưa ra hoa này. Rồi K1 em bán là 140, rề khúc như khúc nguyên bản luôn, 140.000. K2 170.000, rề K2 thân to mập hơn. Cái này có 3 thân hoa chưa nở hoa. Đây bản lá to tròn mít, một cái thân hoa nó phải có mấy mắt nụ luôn. K2 là 170.000. Đây là mã kiểu K2 thân to rất là nặng, tính theo hàng kg đã rất là nặng. K3 170.000 gồm 3 khóm. Khóm thứ nhất này, bản lá dài này, thân tơ này. Đây là khóm số 1 này. Đây là khóm số 2 này. Đây cũng thân tơ nhiều này. Đây khóm số 3 cũng 2 thân hoa này. 3 khóm này em bán là 170 này. Được một giỏ kiều tím đẹp chưa. K4 cũng 170.000. Cái đây là nguyên một khóm mà thân nó rất là nặng, bản lá mít tròn. 1, 2, 3, 4, ít nhất là 4 thân hoa, 170.000. Mã K5 180.000, 2 rề, 2 khóm. Khóm số 1. Và đây là khóm số 2. Bản lá mít tròn luôn. Hai khóm này 180.000. Và K6 140. Cái này gồm 4 khóm, nó nhỏ nhỏ xinh xinh để làm giống này. Khóm số 1 này, thân lùn, rất là nhiều lá. Đây là khóm số 2. Lá mít này. Đây là khóm số 3. Và đây là khóm số 4. 4 khóm này là 140, ghép được một giỏ kiều đẹp, cái này ghép lên lũa cũng đẹp. Về một cái lô hoàng thảo thập hoa rất là đẹp nha mọi người nhé. Hàng tươi giói luôn. Và hiện tại thì thập hoa sắp tới đến mùa nụ của hoa này. Đây những cái thân này nó xuống lá này, nó đơm lên những cái mắt nụ này. Đấy, hàng này thì cũng từng khóm từng rè, nó cũng không phải là hàng rời đâu ạ. Cây rất là đẹp. Sắp tới đến mùa hoa của thập hoa. Đấy, những cái chồi nụ nhỏ nhỏ xinh xinh đang mọc lên. Và dòng thập hoa thì hoa của nó khá là thơm. Và em bán thập hoa thì em bán là 150.000 một ký nhá. 150.000 một ký thập hoa. Các bác lấy nửa ký hay bao nhiêu tùy được. Còn bên đây thì có duy nhất một cái rề này. Một rề.
rất là đẹp, bóc nguyên từ rừng về, đó chính là hoàng thảo vạch đỏ ạ. Đấy, hoàng thảo vạch đỏ, cây này khá là nhiều thân tơ. Vạch đỏ nó cũng là một cái dòng hàng khá là hiếm các bác nhá. Nó hiếm lắm. Và cái bụi to như vậy thì hầu như là rất là hiếm có. Cây thân tơ rất là nhiều, đang đi ngọn đấy ạ. Dạch vạch đỏ to này, về các bác ốp luôn lên cây. Em xin phép bán với giá là 320.000 một rề vạch đỏ. Hàng này là hàng nguyên rề, nguyên khúc và đấy, thân tơ rất là nhiều. Thân tơ, thân hoa, còn thân già đã đa phần là cắt hết đi rồi. Theo là một số hình quế tháng 8 nhé, em ký hiệu là mã chữ H. Quế tháng 8. Hình số 1 150.000, gồm có một cây quế này. Hàng rừng này. Cây số 2 này. Đây, cây số 3, 150.000 ba cây. Hình H2 170.000 một cây. 2 này. 4 cây. Hình H3 130.000 cả một bó luôn. Bó này gồm có 2, 4, 5, 6 cây gì đấy, 130.000. Bó cây làm giống. Hình H4 160.000 một cây. Hàng dáng hương của nó cũng hay mất nước, 2 cây. 3 cây. 4 này. 5 cây, 5 cây 160. Tiếp theo hình H5 160.000. Một bó này 2 cây này. 3 này. 4 này. 5 này, cái này tí cắt cái lá vàng. 6 này. Tiếp theo là hình H6 ạ, 230.000. Một cây này. 2 này. Những cái lô thanh lý nhá. 3 này. 4 này. 5 cây. 5 cây 230. Hình H7 170.000. Có một cây. Hai cây, cái này cây mẹ bồng con, cái lá là nó cắt tí. Hàng lá xếp. Ở đây cây số 3 này. Hình H8 200.000, lô cây giống. 1 2 3 4 5 6 7 cái này 8. 8 cây này 200. Hình H9 180.000. Đây là lô quế lướt nhá. 3 cây lướt này. 4 này. 5, cây này rất là dài. 6 cây, 6 cây này lô này 180.000. Rất là nhiều quế lướt thì hoa với quế xếp thì nó cũng như nhau thôi, nhưng chẳng qua là nhìn cái lá nó không được xếp đẹp. Có một số lô hàng thanh lý nhá. Đầu tiên thanh lý cho mọi người, đầu tiên là những cái cây pensoda xưa, chậu này chậu phi 16. Đấy, chậu trung bình như thế này, tầm 2-3 thân như thế này. Giá cũ là 220 một chậu, hôm nay em thanh lý một chậu này là 170.000. Đây, lựa cho các bác những chậu đẹp trước. Đây có 3 chậu đẹp là 170.000. Đây, loại xay to nhá, loại xay nhỏ 80-100.000 là cây nó bé tí bằng cái mầm ấy thôi. Tiếp theo bên đây đó chính là xinh tím. Xinh tím đang thanh lý là 60.000 một cây, bán giá cũ là 120 nhưng nó bị xuống lá gốc. Xinh tím vòi hoa dài cánh xoắn rất là đẹp. Em còn 3-4 cây gì đó em bán 60.000 một cây. Để đen rô nắng xinh tím ạ. Tiếp theo có một cái mã này, mã hoàng hậu hoa xanh. Cây này 150 này nhưng mà nó bị lỗi là cái củ này nó hơi già đời, nó bị tóp rồi. Đang lên 3 cái mầm này, nên cây này em bán 100.000. Chậu hoàng hậu hoa xanh. Không có mã nhé. Còn đây thì mã này, mã D5 này, 2 chậu hoàng hậu hoa xanh 120.000. Toàn những chậu 150 giờ thanh lý cho các bác. Các bác về các bác nuôi cấy mầm cho em. Mầm lên thì rất là đẹp nhưng nó bị lỗi. Đây cây số 2 cũng đang lên mầm đây. 122 cây thì giá có 60.000. Đây là mã D5 nhé. Tiếp theo là mã D6 à. D6 là 2 cây. Đây là cây vũ nữ. Bơ ngọt. Cái này về là bật gốc rồi, các bác về các bác cắt tỉa rễ, ngâm vít rễ. Và đây là cây vũ nữ anh đào thế. Combo 2 cây này nhá, giá cũ là 160 cây, hôm nay combo 2 cây này 160.000 luôn. Lưu ý là về những cây này nhổ lên là các bác trồng
một cây anh đào, một cây bơ ngọt, hai cây. Mã này mã D6, 198 160 này. Tiếp theo là mã D10, 2 cây. 130.000. Hai cây hoàng hậu xanh. Cây số 2 hoàng hậu xanh này. Mã D12, 150, 3 cây Dendro lá viên phát tài. Về trồng lấy mầm gốc nhá. Đây đang bật mầm gốc. Cây này là bán 120 một cây, giờ bán 3 cây này bán 150 3 cây. Cái này nó bị xuống lá, hàng của khách bị hồi về. Dendro lá viên. Tiếp theo có một chậu thiên nga xanh đang nụ hoa, 180.000. Đây. Vòi hoa này, rất là đẹp. Đây là cây trưởng thành. Một lô kiếm thanh lý 100.000 gồm 4 chậu. Kiếm vị hoàng, xanh Huế và Phan Chí. Bị lỗi lá nha, nhưng những cây này đều là cây đẻ ra cây con này. Và tặng kèm theo một cái cây cốc kiếm giống này, bình thường 35.000 nhưng nó cũng bị lỗi, nó đang đẻ con. Để bán combo là 100.000, 4 cây. Tiếp theo nữa là lô D9, 3 cây, 140.000 gồm một cây vàng tia này, một cây vàng chanh đang lên mầm gốc, ngọn bị lỗi một chút xíu, và một cây tím lục bình 143 cây. Một lô D8, 7 cây Dendro thanh lý đang lên mầm. Cái này là nhổ hết bầu rồi. Những hàng Dendro thanh lý này sẽ nhổ bầu các bác nhé. Combo 2, 4, 6, 7 chậu 180.000. Tiếp theo mã, tiếp theo là mã Y nhé. Mã Y9 này. Mã Y9 là mã 220 gồm có một cây Dendro bun leng và ba cây banana hoa thơm. Bán 60.000 một cây, 70.000 một cây ạ. Giờ bán 4 cây này, ba cây banana một cây này là 220. Y10 là một cây pen soda xưa 220. Hai cây thân dài tầm 2 gang tay, chưa hoa lần nào. Cái này trồng chậu nan nữa, về ghép lại cho em. Tiếp theo có hai combo nữa là combo D5, D15, hai cây cát này. Hai cây cát đỏ chùm. Về tháo ra trồng lại nhé. 150 hai cây. Bình thường 150 một cây, giờ bán 150 hai cây. Và D14 này, 150 cũng hai cây, một cây sô cô la đang nụ hoa này. Và một cây là cây nhện xanh. Bình thường đã bán 150 một cây, giờ bán 150 hai cây. Hai cây này nó kém hơn một tí. Còn đây là dề hoàng thảo xoắn ạ. Hoàng thảo xoắn thì còn một vài dề này. Cái dề nó hơi ít lá này, em tính cho các bác 250 một ký nhá. Bình thường là 250.000. Cái do 1 cân. Cái này cân lên được tầm khoảng cân mấy thì tính tiền từng đó. Dề hoàng thảo xoắn có những thời điểm nó lên đến 350 một cân đấy các bạn. Cái dề này rơi tầm cân 6 này. Bảo lấy cái dề này tính 150 một 250 một cân. Thì cân 6 nhân lên được bao nhiêu tiền thì tính từng đó ạ. Là Dendro mắt đen nhé. Dòng hàng này thì em bán cũng rất là chạy hàng và cũng bán được nhiều lô hàng trong những thời điểm dịp Tết đến. Và chậu hôm nay thì về cho các bác những chậu cũng khá là nhiều thân. Đó. Chậu nhiều thân và thân to, mập khỏe các bác nhé. Cái lô hàng vừa về mướt mượt mượt luôn. Cây vẫn còn đang đi ngọn này. Đấy, rất là đẹp chưa? Đấy, Dendro mắt đen này thì hàng Tết thì nó giá thành cũng khá là cao. Còn bây giờ các bác đầu xuân thì mua hàng theo giá hàng giống thì nó rẻ hơn thôi. Thì một chậu như vậy em xin phép bán là 220.000. Cái chậu này ấy, ngoài thị trường đang bán ra là 250 cái loại chậu đen này này. 250. Nhưng mà cái lô này thì em lấy nhiều thì em bán cho mọi người giao lưu là chỉ có 220 thôi nhá các bác nhá. Thân nó to, nó mập, màu hoa của nó là màu hồng cánh sen. Đấy, chậu của nó này rất là nhiều thân, rất là đẹp luôn. Đợt vừa rồi thì em bán có loại chậu 300. Chậu 300 thì loại chậu nan nhựa thì em vẫn có ở ngoài vườn. Còn loại này thì em bán loại 220. Nhưng mà nếu các bác lấy cái chậu 220 thì cũng đã đủ to đẹp rồi, thoải mái để làm giống rồi nhá. Tiếp theo là những cái bảng hoàng lan vừa mới cập bến mới nhá. Hôm trước thì cháy cái hàng hoàng lan này. Đấy, bảng này thì người ta ghép là ghép vào một cái bảng bảng nhựa. Đấy, dòng này dòng dễ gió, thân thòng. Dòng dễ gió và ăn nắng, ăn sương, ăn gió. Về các bác có thể ghép lên gỗ hoặc là để nguyên cũng được. Cây thì nhìn cây thì cũng khá giống với cái cây cù lao minh nhá, nhưng bông hoa của nó thì rất là khác. Và điều đặc biệt là dòng hoàng lan này là dòng hoa thơm. Một bảng này rất là dễ chăm, dễ trồng. Em bán là 230.000 đồng một bảng hoàng lan. Vừa rồi thì hoàng lan về cháy hàng, hôm nay thì tiếp tục về xem đây ạ. Em cho mọi người xem bên hoàng lan bên đây nhá.
Hoàng Lan hôm nay về số lượng cực kỳ là nhiều luôn, đảm bảo các bác là không lo bị thiếu hàng các bác nhé. Hoàng Lan bụi của nó to, nhiều thân. Đây, bụi của nó rất là nhiều thân như thế này và cái bộ rễ gió của nó rất là đẹp. Cái này thân lá đẹp cả thân lá này, bản lá xếp, lá ngắn rất là xinh. Hoàng tử áo đỏ, dòng hoàng tử áo đỏ này hoa của nó màu đỏ rực rỡ, cây phong thủy thu hút tài lộc. Nhiều người thì mua hoàng tử áo đỏ những cái năm trước để dùng để tặng biếu này, làm quà, khai trương cửa hàng ấy. Cây này nó rất là nhiều những ý nghĩa rất là đặc biệt nhé mọi người nhé. Hôm nay thì nhà vườn người ta chỉ chọn cho em được 10 cây nó to này, chiều cao cây này gần 2 gang tay là loại dòng cây to các bác nhé, không phải như ngày xưa là cây nó chỉ tầm 1 gang tay một đâu. Bản lá to, lá mít rất là đẹp. Và hoàng tử áo đỏ hôm nay thì số lượng có giới hạn và cây của nó rất là đẹp, giá ưu đãi chỉ có 160.000 đồng một chậu thôi. Duy nhất 10 cây 160.000. Và tiếp tục nhà em lại về thêm một lô hoàng tử đỏ lai nữa nhé các bác nhá. Vừa rồi thì em không nghĩ cái mặt hàng nó lại cháy hàng như thế. Và nhà em thì hôm nay về cây của nó rất là đẹp, có cây đôi này, cây đơn này. Cây đơn thì nó cây nó sẽ nhỏ hơn. Cây đơn nó sẽ to hơn, nhiều cặp lá hơn. Còn thường cây đôi nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, nó xem như thế này. Và một chậu như vậy, hoa màu đỏ đậm. Và dòng này thì rất là siêng hoa, hoa phân nhánh. Em bán là 160.000 một giò, quá rẻ cho một giò lan đẹp. Hàng dễ gió, dễ chăm, dễ trồng đó. Em cập bến một lô thanh đạm Indo nhé, hàng size to các bác nhé. Và giá rất là rẻ. Trong những phiên trước thì em về chỉ có loại chậu nhỏ thôi và rất ít nhà vườn người ta có cái hàng size to này. Và hôm nay thì cũng rất là may có một cái lô hàng, nó cũng không có số lượng nhiều, nhưng mà cây nào thì ra chất lượng cây đấy. Và bụi to như vậy, ngày hôm nay thì em bán với giá chỉ có 230.000 thôi. Cái hàng chậu xay nhỏ nó chỉ bằng một nửa, hoặc là chỉ bằng chưa đến một nửa cái chậu to như này đã 150 một chậu rồi ạ. Các bác mua chậu to này khi ra hoa thì nó sẽ đều hơn. Nó là dòng bông hoa thơm, nở thành từng chùm. Nó thành từng chùm nhá, rủ xuống rất là xinh. Và hoa loại này thì nó là dòng hoa chơi hương, rất là đẹp. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ các bác một cái giống hàng rất là quý, đó chính là dòng kim điệp mắt đỏ. Nó là dòng hàng kim điệp đột biến của ngày xưa nhá. Hoa của nó rất là đẹp. Đây ạ, ngày xưa để lại những cái tác phẩm của kim điệp mắt đỏ này, bông hoa to, màu trắng sữa đấy. Đấy, và khi mà hoa nở rộ lên thì nó sẽ thành từng chùm như này, thành một chậu khủng. Và hôm nay thì giống của nó đây ạ, bông hoa chuẩn hoa cho mọi người xem luôn, thực tế luôn, nở tại vườn luôn. Bây giờ thì cũng vừa qua mùa hoa, lác đác một số cây còn hoa thôi. Chủ yếu là bây giờ thì các bác chăm hộ em những cái mầm gốc nhá, những cái chồi mầm non nhìn nó rất là mê. Ngày trước giống này để sưu tầm nó rất là hiếm và rất là đắt, không phải ai cũng có đâu ạ. Hôm nay thì em chia sẻ giống các bác một chậu kim điệp mắt đỏ ngày hôm nay. Chậu trung bình 3-4 thân, chậu nào 3 thân thì thân nó cao dài như này, 3 thân thì có cả thân cao dài. Còn 4-5 thân thì thân nó thấp nhỏ nhỏ, xinh xinh và nó đang lên rất là nhiều mầm gốc. Đồng giá là 170.000 đồng một giò. Và mua 2 giò là 300.000 đồng một cặp nhé. Mua 2 giò đây ạ. Bây giờ là thời điểm đầu xuân và mầm gốc lên rất là nhiều. Trong chiều vườn nhà em thì bây giờ rơi đâu đó tầm hơn chục chậu thôi ạ. Cái giống này thì bây giờ chỉ còn duy nhất bây giờ thôi, còn sau đó thì nó sẽ cháy hàng, nhà vườn người ta không còn hàng để xuất nữa. Giá hàng Hawaii hôm nay thì em chỉ về có màu trắng thôi các bác nhá. Bởi vì bình thường thì cái màu tím nó sổ trong lô rất là nhiều và các bác thì thích sưu tầm thêm, đó chính là màu trắng chuẩn. Thì hôm nay cái lô Hawaii này toàn là màu trắng thôi và số lượng chỉ có duy nhất 20 chậu thôi ạ. Chậu của nó trong tình trạng là hiện tại thì cây của nó đã mầm gốc lên rất là cao rồi. Đấy, rất là cao. Chơi hoa xong người ta cắt đi và bây giờ cái mầm gốc nó lên dài này. Đấy, chậu trung bình rơi tầm khoảng 5 thân. Trung bình tầm 5 thân. Đấy, có cả 6 mầm nhưng mà cả dài cả ngắn các bác nhá. Thì em cứ bán trung bình một chậu giả hạc Hawaii màu trắng như thế này. Cây khá là đẹp đấy, chiều cao trên một gang tay. Trung bình như thế, có thân thì thấp hơn, có thân thì cao hơn hẳn. Đó. Thì cứ bán đồng giá hết các bác là 170.000 đồng một chậu. Giả hàng Hawaii. Cái hàng về nó đang đi ngọn rất là xanh mướt và số lượng nó duy nhất có 20 chậu ở khu này thôi. Bác nào nhanh tay đặt hàng. Hawaii trắng, mặt hoa của nó rất là đẹp, cái màu trắng. Mà loại này thì rất là thơm. Rất là thơm luôn. Trung bình tầm 4-5 thân. Đấy, cứ trung bình tầm 4-5-6 thân nhá. Chậu nào nhiều thân thì thân ngắn mà chậu nào ít thân thì thân nó đều đều nhau. Rồng đỏ vừa mới về một cái lô hàng rất là VIP nha các bác nhá. Và thời điểm này thì em nhập cho các bác những cái lô hàng đầu xuân để các bác lẻ chơi hoa Tết năm nay. Đó, bây giờ là những cái chồi nộp non đang mọc lên này các bác này. Chậu trung bình tầm 4 này, có chậu 5 thân. Chậu nào 5 thân thì có kèm theo cả một số những thân ngắn nữa. Đây, hoặc là những cái thân mà nó dài trội lên thì những cái thân này nó
ngắn hơn. Đấy, cứ xem đều như thế này. Một cái chậu trầm đồng đỏ rất là đẹp. Và hôm nay thì trầm đồng đỏ này em xin phép bán với giá bao nhiêu ạ? 190.000 đồng một giò. Hàng đẹp nhé các bác nhé. Đấy, toàn thân tơ là thân tơ. Thân này thì khẳng định các bác nuôi từ giờ đến cuối năm nó phải cao từ tầm trung bình 50 đến 70, 80 cm. Đây là những chậu trầm đồng đỏ để hàng chơi Tết. Chỉ cần nuôi từ đầu xuân đến cuối năm là đã có một chậu trầm đồng đỏ đẹp rồi. Tiếp theo hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người một số những mã hàng thuần vườn nhé. Thì cái hàng này thì em đánh theo mã từng chậu. Các bác đọc chậu nào các bác chốt đơn đọc đúng mã cho em. Cây xanh mướt luôn. Chậu đầu tiên em ký hiệu là mã A1 là một giò Hoàng Phi hạc hàng thuần. Chậu này có rất là nhiều thân tơ, cả thân rất ngọn này, cả thân đang đi ngọn này. Rất là đẹp. Ít nhất là 4 thân đang đi ngọn dài này, với cả 4-5 cái mầm gốc này, với cả mấy cái thân thất ngọn này. Đấy, tổng cộng nó phải rơi tầm hơn chục thân, 230.000. Giò A2 cũng nhiều thân, 1 2 3 4 5 6 7. 7 thân đi ngọn, còn nó một thân này thất ngọn chưa hoa này. Giò này 210.000 đồng, đây là mã A2 nhé. 210.000 đồng. Mã A9 lên cho các bác một combo gồm hai chậu chớp Mỹ. Chớp Mỹ này hôm ngày trước là bán 150 một chậu. Một thân thôi, nhưng bây giờ hai combo hai chậu hai thân này em bán 200.000. Nó cũng sẽ có một chút lỗi. Như chậu này này hai thân thì hai cái gốc này nó bị hư hết rồi. Nó chỉ có thân đẹp thôi và bây giờ đang lên 7-80 kg trên thân, phải cắt kg ra này. Chậu chớp Mỹ thứ hai vừa rồi nở hoa chuẩn hoa này, cũng đang lên kg trên thân. Và cái mầm gốc của nó đang bật lên. Giò này em bán là 200.000 combo 2 chậu nhé. Combo 2 chậu này em bán 200. Mã A10 còn duy nhất một cây hồng Koki. Bán giá là 160.000. Cây này 245 đang gặp lá số 6. Hồng Koki hoa thơm. A11 là một giò sơn thủy tiên hàng thuần. 240.000. Đang hai cái nụ hoa dài này. Khá là nhiều thân tơ. 240.000. A12 em lên cho các bác một cái chậu này là chậu lan củ tỏi, dòng hàng hoa siêu thơm ra hoa quanh năm. Bụi này nó phải to gấp đôi những cái bụi mà em vẫn hay bán là loại 140 đó. Loại này bụi thuộc dòng bụi to. Em bán 180, loại bụi 140 nó chỉ có bằng một nửa số lượng cả hàng trong đây thôi. Và cây này đang lên một ngồng hoa dài nhé. Bụi to này em bán 180, cái này cần đang buộc túm vào này. A12 180 ạ. A12 là một chậu cũng lan củ tỏi. Chậu này hai nụ, một nụ hoa dài này, một nụ hoa vừa này. Chuẩn bị đến mùa hoa rất là thơm nhé, 170.000. Hai nụ hoa. A14 chuyển sang cho bác một giò long tu xuân hàng thuần. Rất là nhiều thân hoa. Rất là nhiều thân hoa. Rồi em bán 190.000. Long tu xuân giá rẻ. A15 cũng là một giò long tu xuân. Giò này thân hoa cũng rất là nhiều, 210.000 đồng. Cái bên đây thì nó hơi cháy lá, của cái thân nó hơi cháy lá một tí thôi. Còn đây, giò bên đây thì đẹp. A16 long tu xuân cũng 210.000 đồng. Mầm đi rất là khỏe. A19, một giò hoàng thảo vôi, số lượng rất là nhiều thân trong một bảng này. 220.000. Và cuối cùng A20 là một giò đen rỗ mắt đen. Size to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 thân gì đó, 290.000. Bụi này bụi lại to nhé các nhé, bụi lại to, thân dài, 290, có duy nhất một chậu. Em lên cho mọi người một số những mã hình hàng rừng nha các bác nhé. Em phân hình luôn, các bác chốt đơn thì đọc đúng mã này. Mã B1 là một hình gồm hai cây quế, cây mẹ bồng con, cây số 1, cây này thì nó hơi vàng nắng. Đấy, cây nó hơi vàng nắng. Cây số 2 này, một mẹ bồng 3 con này, 180.000. B4 là một giò chuỗi ngọc 140.000. Nguyên rề. B5 100.000 gồm 2 giò chuỗi ngọc. 2 hình chuỗi ngọc. Đấy. Tính ra còn 50.000 một rề thôi ạ. B6 cũng là một rề chuỗi ngọc 140.000, nguyên rề. B7 em có 2 hình ý thảo 3 màu nhé. Đây đang lên mầm gốc này, ý thảo vừa rồi nó ra rất là nhiều hoa luôn. Nếu mà vừa rồi mùa hoa của nó thì quá là rực rỡ. 120.000, hai rề to, nhiều mầm gốc. B8, 70.000.
là một giò kim đều xuân, một dề nguyên đang rất là nhiều mầm. Đây ạ. B9 101 ba dề kim đều xuân. Rất là nhiều lá nhá, nhiều mầm nữa. Đây là dề số 3 này. 101 này, được một giò to. B16 là một lô 101 rất là nhiều những cái khóm nhỏ nhỏ xinh xinh của hoàng thảo xoắn nhé. 101 được một lô hoàng thảo xoắn này về các bác ghép. B17 150.000 hoàng thảo xoắn. Cái này thì dề nó cao, nó dài hơn, gồm 3 dề. Thân nó rất là mập, đây bông hoa xoắn này, họng mắt màu đen nhung. B18 cũng 2 dề hoàng thảo xoắn 100.000. Xoắn giờ nó khá là rẻ rồi. Và B19 là một bó ý thảo 3 màu, nhiều mầm. Bó này 70.000, rất là nhiều ấy, nhiều lắm. Bó hôm trước bán 80, giờ bán 70. Đai châu hồng gấm ạ. Dòng đai châu hồng gấm là một cái dòng hàng VIP và hoa của nó cực kỳ là thơm. Điều đặc biệt của dòng đai châu hồng gấm là một năm có thể ra đến 2 lần hoa nhé. Những cây bản lá xếp và ghép trên lên chậu gỗ này. Cây này hoa của nó nở 2 lần trong năm mà nở, nói chung là nó quanh năm. Trung bình số lượng cặp lá trong một chậu nó rơi tầm trung bình tầm 7 cặp lá, bản lá xếp mít. Và giá một chậu hồng gấm này em bán là 290.000, vòi dài siêng hoa 290.000 đồng một giò. Hoàng cam ạ, những cái bảng hoàng cam hàng thuần, cây mẹ bồng con. Hoa của nó thì màu cam lửa rất là rực rỡ. Và một bảng hoàng cam như vậy em bán là 150.000 một bảng nhá. 150.000 đồng một bảng, hoa cam lửa rất là đẹp. Em có 5 cái cây hoàng nhạn 4N nhá, hoàng nhạn 4N. Hoa của nó rất là đẹp và thơm, dòng này hàng của Thái Lan. Nó nổi tiếng từ trước rồi. Cái này thì lô đợt này thì nhà vườn xuất cái hàng chậu nhựa, nó chưa lên chậu gỗ. Thực ra lên chậu gỗ thì số lượng cây cũng như tuổi cây nó cũng như vậy thôi, nhưng mà cái giá trị của cây nó lại tăng lên gấp đôi cơ. Các bác về các bác cho sang cái chậu gỗ mình tự trồng là nó đẹp. Cây mẹ bồng con N8 này này, 280. Năm ngoái bán cây nhạn 4N 580 một cây. Cây này cây mẹ bồng con 280.000 nhá. N10 300.000. Hai cây cũng cây mẹ bồng con. Cây sau rất là nhiều cặp lá, 2 4 6 8 cặp lá. N13 290.000. 290.000. N14 290.000. Một cây mẹ, cây con bé thôi, nhưng cây mẹ thì bản lá to, đẹp. N15 280.000. Chậu này bị hư đầu ngọn rồi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác những cái bảng hoàng thảo vôi cũng như là long tu xuân hàng thuần bảng nhé các bác nhé. Bây giờ thì cây của nó đang lên ki, đây là ki 52. Thân của nó rất là đẹp. Đến cuối năm thì loại này có thể dài hơn và thắt ngọn để chơi hoa. Đây là những cái bảng trước mặt các bác là những bảng hoàng thảo vôi hàng thuần. Đó. Đây là hoàng thảo vôi tím hàng thuần. Và một bảng như vậy em xin phép bán là 190.000 đồng một bảng. Hàng thuần dễ bám rất là chắc rồi. Về các bác bó thêm ít rêu phọt, ít phân bón vào đây, tại vì cái phân bón này cũng bón rất là lâu, có vẻ nó cũng hết chất dinh dưỡng ấy. Về mình bón thêm thì cây phát triển khỏe mạnh hơn. Còn phía trên đây là những bảng long tu xuân hàng thuần. Cái này long tu xuân và vôi nhà em có phân loại hết nhé. Nếu mà các bác nhìn tinh thì nhìn những cái thân hoa năm ngoái các bác sẽ nhìn ra long tu xuân thì thân nó sẽ hơi thâm hơn, còn vôi nó sẽ hơi trắng trắng hơn, xanh xanh hơn đấy. Thân của nó ngắn thôi, riêng nó loại này nó chỉ tơi tầm một gang tay hoặc hơn gang tay một chút, trung bình cứ gang tay trên dưới một gang tay đổ lại. Đây là những cái bảng long tu xuân cũng đồng giá là 190.000 đấy. Còn đây là vôi đấy, những cái dòng hoàng thảo vôi và long tu xuân thần bảng rất là dễ chăm, dễ trồng, dễ phát triển và hoa rất là đẹp. Thì hôm nay nhà em có về bổ sung thêm một lô hàng lan rừng rất là đẹp nhá. Và hôm nay thì rất là nhiều dòng hàng hot như là hoàng nhạn này, đơn cam, rồi quế, rồi kiều. Em sẽ lần lượt giới thiệu qua từng loại. Và các bác mua những dòng hàng lan rừng thì không nhất thiết là phải mua số lượng 1 cân 1 đâu. Các bác có thể mua lẻ khoảng 50-100.000 tùy thích nhé. Bên em nhặt theo số lượng cân nặng các bác đặt, nhưng đừng ít quá, bởi vì ít quá thì không bó cái tiền đóng gói cũng như là cái tiền cước vận chuyển đấy ạ. Còn cước nhà em thì làm cũng rất là rẻ rồi. Trước mặt các bác là một lô hoàng nhạn tháng 4 đang có nụ hoa. Thời điểm này thì hoàng nhạn tháng 4 đang có nụ, cây hôm nay thì nó về cây, cây nó tầm chung chung đều đều như thế này. Nụ hoa nó cũng vừa, một số cây nụ thì nó dài rồi. Và hoàng nhạn tháng 4 thì càng ngày nó càng khan hiếm hơn nhá. Càng ngày càng khan hiếm ấy, từ đầu năm đến giờ hôm nay mới về một lô hàng á.
Và hoàng nhạn tháng 4 thì em xin phép bán với giá là 85.000 đồng một lạng nhé. Em bán lẻ nhé. Bán lẻ tầm vài lạng, 1-2 lạng 1, 85.000 đồng một lạng. Em có một ít cái lan cành dao này về có tầm khoảng hơn cân thôi. Lan cành dao này là 150.000 đồng 1 kg. Chỗ này chắc chỉ có hơn cân một tí thôi ạ. Cây đấy thì ăn nắng. Tiếp theo là đơn cam. Đơn cam vừa về một lô hàng rất là mướt. Và thời điểm này đơn cam vừa qua mùa hoa, đang có hoa cũng như là sắp tới thì tàn hoa. Đến thời điểm có hoa thì người ta mới bắt đầu khai thác. Đơn cam thì không phải lúc nào là cây nó cũng dài, nó cao. Thi thoảng có những khóm nó ngắn như thế này. Đấy, bản chất cái dòng này kể cả cây ngắn nó vẫn cho hoa như bình thường. Và đơn cam thì em bán là bán lẻ như 80.000 đồng một lạng. Các bác mua 2 lạng thì em tính là 150.000. Đó, mua 2 lạng em tính là 150, còn đâu mua lẻ 1 lạng là các bác cứ mua 2 150 là tức là được 2 bó. Đơn cam em tính theo bó nhé. Đây cho mọi người lên xem. Đây ạ, mỗi bó đơn cam thì em đã phân loại như thế này, một bó nó cũng được khá là nhiều mầm. Nếu các bác muốn lấy cái tầm thân nhỏ này hoặc là thân ngắn ngắn đấy thì nó được nhiều hơn, còn những cái dòng thân dài nó được ít mầm hơn. Thì cứ mỗi bó như vậy là 80.000, còn các bác mua lấy 2 bó thì em tính cho bác là 150 2 bó nhé. Đấy, đơn cam bởi vì cái dòng hàng nó hiếm, dòng sưu tầm nên các bác không cần nhất thiết phải lấy nhiều. Và cây nó rất là nhẹ. Về chơi hoa xong mới đồng trăm mầm gốc ạ. Tiếp theo là kiều tím miền Trung cũng vừa về một lô. Đây đơn cam đấy ạ. Kiều tím miền Trung hàng thân lùn nhá. Hàng thân lùn em vừa về một cái lô hàng kiều tím. Thân lùn rất là đẹp. Dòng này kiều tím miền Trung hàng của rừng. Mặt hoa sổ số em bán là 350.000 1 kg và 50.000 một bó. Tiếp theo sang bên đây đó chính là lô hài đuôi công vừa mới bổ sung thêm một lô hàng mới rất là đẹp. Cây đều tăm tắp, hài đuôi công thì cây nó không to đâu, bản chất dòng này cây nó không to. Nhưng trong top tất cả những dòng hài thì hài đuôi công cũng là một dòng hàng hiếm và quý. Quý và hiếm ạ. Hài thì giá thể trồng các bác về có thể search trên Google, nó cũng trồng rất là đơn giản. Nó không như hoa lan trồng trên gỗ mà nó trồng bằng trộn cả đất, cả mùn dừa, trộn cả đá nữa. Hài đuôi công hoa rất là đẹp nhé. Loại này thì em bán 35.000 đồng một lạng. 35.000 đồng một lạng và 350.000 một cân. Khách có thể lấy nửa cân hoặc mấy lạng tùy thích. Cây của nó cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi nhé coi nhé. Trồng hàng rừng thì nó được như vậy thôi. Hàng về vừa về. Kim Điệp Xuân ạ. Kim Điệp Xuân nở hoa vào dịp mùa xuân, bây giờ thì đến thời điểm nó đâm mầm, đâm chồi lại lộc. Lô hàng rất là tươi mới. Đảm bảo các bác là lô Kim Điệp Xuân này nó quá đẹp. Có những lô không có tí lá nào mầm lên thì nó không được đẹp tươi như này đâu. Lô này đẹp lắm mà giá 150.000. Tiếp theo là ý thảo ba màu ạ. Ý thảo ba màu vừa mới về đây. Đang thời điểm ý thảo bật mầm gốc ạ. Cái dòng hoa ba màu rất là xinh. Ý thảo này 170.000 đồng 1 kg và 50.000 một bó. Tiếp theo bên đây đó chính là hoàng thảo chuỗi ngọc. Hôm nay thì nó về thành từng khóm ạ. Chuỗi ngọc cũng đang lên mầm rất là đẹp. Hoàng thảo chuỗi ngọc thành từng chuỗi. Sai hoa. Loại này là 200.000 1 kg, hàng đẹp nhé. Có nhiều lô về hàng xấu thì giá chỉ có 170, 160 thôi. Nhưng mà hàng đẹp này thì em nhập nó nhìn hơn một tí, nhìn cây nó tươi. Bởi vì khi mà chuỗi ngọc ra hoa xong thân nó tốt cực kỳ và nhìn nó rất là xấu mã, khó phục hồi. Lô hàng rất là đẹp như vậy không mua thì rất là tiếc. Tiếp theo là trồn tím ạ. Em có hơn 1 kg trồn tím hay là cáo đỏ. Cây nó vừa xinh xinh thôi. Loại này cây to thường là nó rất là hay bị rụng lá. Nhưng các bác trồng cây nhỏ nó phục hồi rất là nhanh. Có tầm khoảng chưa đến 1 cân trồn tím. 230.000 1 kg và 50.000 một bó. Ngọc thạch ba màu này, có một rề rất là to bự này. Đang nụ hoa này. Còn đây là 2-3 cái khóm nhỏ nhỏ. Rề nhỏ nhỏ. Ngọc thạch ba màu 170.000 1 kg và 50.000 một bó. Đâu đừng bóc trụ nhá. Hàng này thì năm nay về cái lô hàng này rất là rẻ. Đây là cũng được các mọi người ưa thích. Thời điểm này các bác vẫn ghép trụ vẫn rất là ok. Đai châu rừng bóc trụ thì thân lá còn rất là đẹp. Đây là dòng lá xếp nhá. Lá xếp V, bản lá xếp V mà cây lá thân lá rất là ok. Tình trạng cây thì cho mọi người xem này. Đó, cây lá xếp. Và hàng này thì hoa của nó màu trắng, trắng tím. Và hoa rất là thơm. Giá đây trong rừng hiện tại giá chỉ có 360.000 1 kg thôi. Giá cực kỳ là sốc.
thời điểm này nó chỉ bằng một nửa giá so với những năm đầu tiên khi mình chơi đáy trầu ấy. Đấy, các bác tranh thủ nếu các bác về ghép trụ hay ghép chậu ấy thì mọi người lấy một cân hoặc là nửa cân tùy thích. Và cái size cây mụ cao trong một cân thì nó sẽ dao động từ 3 cây đến 7-8 cây một cân nhá. Mọi người muốn nhặt bao nhiêu cây em cân lên rồi em tính tiền, tính theo giá 360.000. Đấy, một dàn trâu rất là thẳng tắp. Dáng hương neo ạ, đây là một cái dòng hàng mới. Dáng hương neo này hôm nay thì nhà em về một cái cây bụi to, bụi khủng. Cái này thì trước đây cách đây một năm thì em cũng đã bán một cái dòng hàng này rồi, nhưng cây nó chỉ bằng cái cây con của loại này thôi. Nhưng trong ngày hôm nay cái lô hàng của nó to, nó đẹp, nó bụi khủng như thế này. Đấy. Và cái dòng này là dòng chơi hương nhá, hoa rất là thơm, cái hoa của nó màu trắng. Dòng này sai hoa mà hoa thơm đó, em đính kèm trên màn hình cho các bác. Và một chậu dáng hương neo này em bán với giá là 210.000 đồng một giò nhá, 210.000 đồng một giò dáng hương neo. Cái châu ngọc trai đen, một cái dòng hàng hoa của nó màu sắc rất là đẹp và sang trọng. Đấy, cây của nó cây lá xếp, nhiều cặp lá, một số cây thì đang có nhú vòi hoa nhá, không phải hoàn toàn. Dòng ngọc trai đen này hoa nở quanh năm nên là các bác cứ yên tâm là hết mùa này lứa này rồi nó đến lứa khác nó lại lên hoa nhá. Ngọc trai đen em bán là 180.000 đồng một giò ạ. Hoàng thảo chuỗi ngọc nhá, hiện tại thì cây đang lên trong tình trạng là đang đẩy mầm rất là đẹp luôn. Đó, cái lô hàng hôm nay thì quá là mỹ mãn, mầm dài, cao, cây khỏe mạnh. Đây là chuỗi ngọc hàng rừng, mặt hoa thì sẽ có rất là nhiều những mặt hoa đa dạng ạ. Và một chậu chuỗi ngọc thuần rồi, gần 2 năm tuổi như vậy em bán là 190.000 đồng một giò ạ. 190.000 đồng một giò. Khi mà cây phát triển khỏe mạnh đến lúc mà cứng cáp này, nó sẽ tạo ra thành những cái hàng chuỗi, những cái hình chuỗi này mắt ngọc rất là sáng. Và sau đó khi mà đến thời điểm nó thắt ngọn xuống lá và sẽ cho hoa. Hàng đảm bảo là các bác là cái dòng chuỗi ngọc không phải là một cái dòng hàng nó dễ thuần ngay từ đầu. Nên để được đạt được một cái giò mà nó tươi đẹp như thế này, người ta cũng phải mất thời gian cũng như là cái điều kiện để cho cây nó thích nghi với khí hậu môi trường này. Giò hôm nay to chỉ có 190.000 thôi. Hàng này người ta bán live trên thị trường vẫn bán từ 220 nhé, từ 220 trở lên. Đấy, một lô hàng nhà em về số lượng nhiều và giá rất là ưu đãi ạ. Đai châu lai cửu bảo tiên nhà em lại về tiếp tục thêm một cái lô hàng mới. Phải nói là cái dòng hàng là quá là đẹp, đẹp về cả thân lá và mặt hoa. Đấy ạ, cái mặt hoa của nó đây, một cái màu hồng cánh sen rất là đẹp. Cái này thì nó cũng nở được khá là lâu rồi và bây giờ đang có dấu hiệu tàn. Thì cái khuôn bông của nó thì cho mọi người xem qua. Còn tình trạng cây thì mỹ mãn rồi ạ. Đây ạ, cái lô hàng mới về này, to, cây to và rất là nhiều cặp lá nhá. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Trung bình cứ rơi tầm phải trên 10 cặp lá, cây to bự như thế này. Và một cây như vậy em bán là 180.000 đồng một cây nhá. Đây là đai châu lai cửu bảo tiên, hàng mới về rất là đẹp. Và tiếp theo là những chậu kiếm giống nhá. Gọi là dòng kiếm giống thôi, nhưng đầu xuân thì em lấy cái lô hàng này, cây của nó cũng khá là trưởng thành rồi. So với nhiều năm thì đầu xuân là lô này là lô rất là VIP. Kiếm này thì dòng kiếm gieo hạt của những vùng miền khác nhau và từ cây mẹ, khá là chuẩn chỉnh. Và nhà vườn thì người ta có phân loại sang là 10 loại kiếm các bác nhá, 10 loại kiếm. Và tất cả những dòng kiếm này thì có phân loại và có đánh theo từng mã, theo từng khay. Tại sao mà khi phân hàng thì nhà em phải phân ra từng loại, từng khay như thế? Và để khi mà gửi hàng cho các bác, em cũng sẽ ghi tên cho các bác vào những cái bầu này. Hàng gieo hạt và em xin báo giá luôn là tất cả những dòng kiếm giống này thì em xin phép bán với giá là 35.000 đồng một cốc. Và các bác mua 10 cốc tức là 350.000, em miễn phí ship về tận nhà. Gọi là kiếm giống thôi nhưng mà rất là nhiều cây nhá, bản lá to. Bản lá to và cái cây của nó này rất là đẹp, lá láng đẹp. Nhiều lô năm ngoái thì cây chỉ bằng một nửa này hoặc hơn một nửa một tí thôi. Nhưng năm nay cây trưởng thành hơn rất là nhiều. Và tất cả những dòng kiếm này thì em xin đọc qua 10 mã kiếm. 10 mã, 10 loại sẽ được bao phí ship hoặc là 10 mã bất kỳ. Đây em sẽ đọc cho các bác từng loại nhé. Mã số 1 là Phan Chí này. Mã 2 là Xanh Huế. Mã 3 là Vị Hoàng. Mã 4 là Vàng Tây Ninh. Mã 5 là Vàng Củ Chi. Mã 6 Khang Hồng Kiếm. Mã 7 Hồng Vân Giang. Mã 8 Mai Tiên Vũ. Mã 9 Bạch Ngọc. Và mã 10 là Hoàng Đế Bờ La. 10 loại mã kiếm này các bác. Lấy loại nào thì bên em sẽ ghi tên vào cho các bác. Về các bác có thể phân loại và các bác nhớ là phải sang chậu thì cây của nó mới phát triển nhanh được. Còn đây là trồng, người ta trồng ở trong cái cốc này thôi để khi mà vận chuyển nó dễ dàng hơn. Còn về sang chậu thì cây phát triển rất là nhanh và dễ là có hoa lắm ạ. Tiếp theo là đến giống lan cát ạ. Lan cát thì em phân nó phải rơi tầm khoảng hơn chục loại màu hoa khác nhau và hàng chuẩn hoa nhé. Chuẩn hoa. Có một số dòng cát hoa thơm thì em sẽ giới thiệu trong quá trình giới thiệu mặt hàng. Cát hôm nay về rất là nhiều loại đẹp và mua 3 chậu cát bất kỳ thì bên em vẫn miễn phí ship cho các bác.
Các bác cứ chọn trong cái bộ sản phẩm cát này 3 chậu bất kỳ nhá. Và em xin điểm qua lần lượt từng loại. Cái cát mới về hôm nay đó chính là dòng cát trắng lưỡi tím này. Cát trắng lưỡi tím. Đấy ạ, hàng chuẩn hoa luôn. Và bụi của nó rất là to nhá, bụi to nhiều thân. Cái này thì một số bông nó bói và hoa, còn dòng trắng lưỡi tím thì nó là thực sự là nó rất là thơm đấy mọi người ạ. Cây bụi to, nhiều thân. Như vậy em bán là 150.000 đồng một chậu. Lan cát thì không tránh được cái việc một số cây lá nó xuất sát như vậy nhá. Để em giải thích, bởi vì hôm trước có một khách làm khó đến nơi thì nó xuất sát một tí cái đầu lá thôi cũng bắt trừ tiền. Thực ra đây là những khách mà người ta thích trừ tiền chứ không phải là những người người ta am hiểu về cây. Những người ta hiểu về cây thì người ta biết bản chất cây, những dòng lan cát thì lá nó thường rất là giòn, nó không tránh được trong quá trình vận chuyển ạ. Đấy, bụi trắng lại tím, một bụi to đùng như vậy. Và chuẩn hoa em bán là 150.000. Các bác mua 3 chậu miễn ship, dòng này thì hoa rất là thơm. Cực kỳ là thơm đấy, vừa nở bông hoa và được thưởng thức ngay tại cửa hàng này. Bông hoa của nó này, rất là đẹp. Trắng lưỡi tím mà có một chút viền tím ở đây. Cát trắng kim cương là dòng bán chạy nhất. Dòng này là dòng chơi hương, hoa thơm. Đấy ạ, một chậu rất là nhiều thân. Đấy, chậu đàn lùm nhiều thân này. Đấy, kể cả những chậu mà thân cao cao cũng rất là nhiều thân. Lô lần này thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy, một lô hàng cát về rất là đẹp. Dòng này bông to, sai hoa và hoa của nó màu trắng, họng vàng, thơm nức. Giá em bán là 200.000 đồng một chậu thôi ạ. Đấy, một cái lô cát trắng kim cương. Về hôm nay về mới một cái lô hàng cát mới, đó chính là cát sao vàng. Dòng này là dòng hai lá và bông của nó thành từng chùm hoa thơm. Đó, với cái màu vàng và lưỡi đỏ cực kỳ là đẹp. Bụi nhiều thân nhá, bụi nhiều thân. Dòng này thì đẻ nhánh rất là nhanh. Em bán là 140.000 đồng một chậu cát sao vàng. Cát vàng đẹp ạ. Cái dòng hoa màu vàng tươi, rất là xinh. Đây là bụi của nó là dòng cát một lá, bông to. Một số cây nhá, một số cây thì đang có mèo nụ ạ. Dòng cát vàng đẹp này giá là 130.000 một chậu thôi ạ. Duy nhất có 130.000 mà cây của nó rất là cứng cáp, khỏe mạnh, đẹp. Và hoa thì rất là xinh rồi. Ba chậu cát bất kỳ nhá, không nhất thiết là phải cùng một loại. Tiếp theo đó chính màu đỏ chùm. Đỏ chùm hôm trước cháy hàng này, hôm nay thì về nhiều chưa? Đấy, hôm trước cháy hàng cái dòng này mà em nợ đơn mấy khách. Không biết là lâu quá rồi các bác có còn chốt đơn hay không. Đấy, loại này thì bụi khá là to, nhiều thân. Loại này dòng cát hai lá, màu đỏ rất là xinh. Loại đỏ chùm này em bán là 150.000 đồng một bụi. Bụi nào cũng to, đẹp, nhiều thân. Đẹp chưa? Tiếp theo đó chính là cát bảy sắc cầu vồng. Và đây là cái màu VIP đã về rồi, không lâu lắm rồi. Phải nói cái hàng này ấy, cứ về xong rồi nó lại cách quãng xong mới về tiếp. Dòng này nó không như những dòng khác. Chậu của nó thì rất là ít thân thôi, nó không to như những dòng khác nhé. Các bác lưu ý là những cái dòng hàng sưu tầm, hàng này nó về rất là ít. Và mỗi lần về nó không có nhiều. Và đôi khi là cái chậu của nó không thể to được bằng những dòng chậu cát bình thường. Mà nó lại còn đắt tiền hơn cơ. Đấy, nó giống kiểu như là những cái dòng phi điệp nó có dòng năm cánh trắng ấy, nó là dòng hàng nó khác biệt hơn một chút. Loại này thì ít thân thôi ạ. Em bán 200.000 đồng một chậu bảy sắc cầu vồng nhá. Bảy sắc cầu vồng 200.000, đẹp này. Cái màu hồng đẹp của nó, bụi cũng khá là nhiều thân đấy các bác. Hoa của nó thì sum xuê, dòng cát một lá bông to. Loại này thì 130.000 một chậu. Ba chậu miễn ship. Cát vàng cam. Cát vàng cam. Loại này thì bụi to hơn. Cũng bụi to, dòng một lá. Và 180.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn phí ship. Dòng này hoa bông đại. Và bên đây là những chậu lan cát củ tỏi nhá. Lan cát củ tỏi ngày hôm nay thì em lấy cái lô hàng mới toanh. Và hôm nay thì hầu như là 90% là đang có nụ hoa hết rồi các bạn. Nụ hoa đang nhú nhú dần lên rồi. Về các bác có thể được chơi thưởng thức hoa, thưởng thức cái mùi hương của nó ngay tại thời điểm này. Và giá hôm nay hàng nụ hoa lại rẻ hơn nhá bác nhá. Giá hôm trước 170 một cây cơ, nhưng hôm nay hàng nụ hoa như vậy với giá chỉ có 140.000 một cây thôi. Mọi người về chơi cái dòng này mà chơi hương xong tỏa hương thơm thì hãy lan tỏa những cái vẻ đẹp của hương hoa này cho những khách hàng mới. Bởi vì đây là một cái dòng hàng lan mới nhé các bác nhé. Lan cát củ tỏi đang có nụ hoa, 140.000 hàng đang nụ. Cát đỏ đậm dòng một lá nhé. Cát đỏ đậm dòng một lá hàng hôm nay về thêm này. Loại này thì bụi của nó cũng tương đối đấy ạ, cũng có chậu thì thân nó giả hành nó ít hơn nhưng mà thân nó cứng cáp hơn. Loại này 130.000 một chậu đỏ đậm. Kim cương xanh cũng là một dòng hoa thơm nhá. Và bụi của kim cương xanh thì cũng rất là nhiều thân như thế này. Đảm bảo các bác là mua những cái chậu nhiều thân này mình chỉ mê thôi, rất là mê nha mọi người. Và kim cương xanh một chậu nhiều thân như vậy, bông hoa màu xanh rất là xinh. Hiện
tại thì một số cây thì cũng đang chuẩn bị có mèo nụ rồi này. 200.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn ship. Còn đây là cái màu vàng, như là cái màu vàng hơi chấm đỏ nhá. Hơi một chút viền đỏ, vàng viền đỏ đi, gọi là vàng viền đỏ đi. Loại này em bán 130. Nhớ là các cứ mua 3 chậu miễn ship đi ạ. Em mắt mèo về số lượng rất là nhiều. Không hiểu sao cái dòng này nó lại là cái dòng hàng bán chạy lắm. Và cái lô đợt này thì cây của nó to lắm. To, nó nhiều thân hơn những cái lô trước rất là nhiều. Đấy, cam mắt mèo đây mọi người. Đấy, cái màn hoa thì rất là đẹp rồi. Và thân của nó đây. Chậu này em bán 130.000 thôi ạ. Dù là cây to hơn nhưng vẫn bán giá cũ cho mọi người nhé. Lô trước cam mắt mèo nó chỉ bằng hơn nửa đây một tí xíu. Nhưng bụi hôm nay thì to thật sự. Cửu bảo tiên ạ. Một dòng hàng nổi tiếng ở bên đất nước Thái Lan. Những cái cây cửu bảo tiên như thế này. Đấy ạ. Một cây lá xếp như vậy em bán là 150.000 đồng một cây. Có cả cây đẻ ra cây con. Thường những cây đẻ con thì nó nhỏ hơn những cây đơn chưa đẻ con. Đồng giá hết là 150.000 đồng một chậu cửu bảo tiên hoa thơm nhé. Dòng này dòng chơi hương. Vòi hoa nó dài như những dòng dáng hương đang bảo sắc với quế của mình ạ. Nhưng dòng này dòng của bên Thái. Ở Brad thì em có hai loại. Đây là màu vàng này. Màu vàng đốm, và thứ hai là màu trắng, hay người ta gọi là nữ hoàng bóng đêm. Dòng này hoa về đêm nó rất là thơm. Dòng này dòng chơi hương. Và mỗi chậu Brad đều đồng giá là 130.000 đồng một chậu ạ. Mua 2 chậu là 250.000 đồng một cặp. Tiếp theo bên đây là những chậu kiếm đỏ. Kiếm đỏ. Chậu hôm nay thì rất là nhiều tép. Ít nhất trong chậu này nó cũng rơi tầm 4 tép trở lên. Và về các bác có thể tách chậu nhá. Mỗi chậu kiếm đỏ như vậy em bán là 160.000. Một chậu kiếm đỏ, hoa đỏ. Dòng hoa sưu tầm đẹp. Và mua 2 chậu 300.000 được 2 chậu kiếm đỏ nhá. Kiếm đang thanh lý cho các bác một cái lô kiếm cây to này, bụi to này. Dòng này thanh lý cho các bác 200.000 đồng một chậu. Đây là dòng gieo hạt có 3 loại vị hoàng này, xanh Huế và dòng phan trí. Hàng này trong năm em bán 200 dòng này trong năm là bán 250 đấy ạ. Hôm nay bán 200 thôi. Cây của nó thì vẫn rất là đẹp, thi thoảng có một số cây nó sứt tí lá thôi, nó không ảnh hưởng gì cây nó đẹp lắm. Đang lên rất là nhiều thân, có 3 loại kiếm. Tiếp theo là vũ nữ ạ. Vũ nữ thì nhà em có 2 loại vũ nữ rất là đẹp, đó chính là dòng vũ nữ mèo cam và vũ nữ hoàng, vũ nữ nhện xanh. Vũ nữ mèo cam thì bụi của nó là bụi to, nhiều thân. Hàng này thì ngoài thị trường người ta bán cái chậu nó rất là ít thân nhá. Nhưng nhà em thì lấy hàng bụi khủng. Giá là 190.000. Đấy, hàng về rất là nhiều và bán chạy lắm. Và cái dòng mèo cam này hoa màu cam lửa rất là rực rỡ. Mua 3 chậu vũ nữ em miễn ship. Tiếp theo là vũ nữ nhện xanh. Cây nhện xanh hôm nay rất là to, đẹp. Hoa như những màng tơ nhện. Giống này ngày xưa là hơi đắt đỏ đấy ạ. Em bán là 160.000 đồng một chậu nhện xanh. Mặt hoa như trên màn hình. Còn bên đây đó chính là những cái chậu kiều tím của Thái. Những chậu kiều tím của Thái là nó khá là nhiều thân. Đấy, cây này nó to hơn gấp mấy lần cái cây kiều va này. Nhưng mà hoa này hoa nó đại trà hơn, nhân giống nhiều hơn. Thì loại này em bán là 150.000 đồng một chậu. Đây là kiều tím Thái. Chiều cao trung bình tầm một gang tay đổ lại. Đấy, tầm một gang tay mà thân còn mập, chuẩn bị sưng nụ hoa rồi. Đấy. Thanh lý một cái lô kiếm size chung. Kiếm này thì chỉ có hai dòng là phan trí và xanh Huế. Hàng gieo hạt, bụi trung bình tầm 3 thân, 4 thân cũng có. Và loại này thanh lý là 120.000 đồng một chậu. Giá cũ là 150 nhá. 120. Hôm nay về bổ sung thêm một lô hàng số lượng rất là lớn, đó chính là vũ nữ đỏ tia chớp. Cái hàng này thì tại trên thị trường người ta chỉ bán dòng bụi nhỏ thôi. Nhưng mà em nhập từ nhà vườn thì em lấy cái loại dòng hàng khủng. Hàng khủng nhá. Vũ nữ đỏ tia chớp hôm nay về số lượng gần 100 chậu nên là em sẽ có chương trình ưu đãi. Mua 2 chậu vũ nữ sẽ được miễn phí ship. Một bụi của nó rất là to. Đây là em sẽ quảng cáo. Cậu cầm cho tớ một bụi nhé. Em sẽ quảng cáo một cái bụi đỏ tia chớp cho mọi người xem này. Đây cậu cầm ở dưới. Đây ạ. Đây là một chậu vũ nữ đỏ tia chớp. Hiện tại thì nhà em đang bán này. Ngoài thị trường người ta bán cái chậu chỉ tầm 3-4 giả hành thôi, nhưng chậu của nhà em thì nó rất là nhiều giả hành. Trong một chậu, và đây ạ, khi mà bê lên người nó là một dòng khủng. Chậu này về các bác có thể tách ra làm 2 đến 3 chậu nhé. Tổng vũ nữ này hoa của nó màu đỏ rất là đẹp rồi ạ. Một chậu rất là nặng. Và nếu các bác mua một chậu thì nhà em đang bán ra với giá là 280.000. Còn khi mua 2 chậu ngày hôm nay nhé, bởi vì hàng về số lượng nhiều và chạy chương trình ưu đãi, mua 2 chậu vũ nữ đỏ tia chớp sẽ được miễn phí ship về đến tận nhà. Tức là 560 là được miễn phí ship. 2 chậu này nó nặng, rất là nặng, rất là nặng. Hàng về nhiều đảm bảo cái này. Ngoài thị trường người ta chỉ bán dòng bụi nhỏ thôi. Hàng này em nhập toàn bụi to, bụi lớn các bác nhé. Bụi nào bụi đấy cũng to. Rất là to, vĩ đại luôn. Nó to phải gấp mấy lần như dòng vũ nữ bình thường. Mà dòng này là một dòng mới, mới nhất, mới về.
hàng về số lượng nhiều nên là đó, đây bụi nào rất là to luôn, cứ làm hai chậu về. Dòng này nó đẻ nhánh nhanh khỏe, 280.000 mua hai chậu miễn ship đấy, vừa về. Bao đẹp. Thảo săn lây á, dòng hoàng thảo săn lây hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác cái mặt hoa của nó rất là đẹp, một cái dòng hoa màu vàng thành từng chùm với mắt màu nhung, nâu nhung. Cái dòng này khi mà các bác trồng to này nó sẽ thành một cái khóm bự. Đó, đây là cái dòng mà bên nước ngoài người ta rất là chuộng, và đây là mối trò bự. Rất là to vĩ đại, to bằng người luôn. Đấy, chứ không phải là cây của nó không phát triển nhá. Và hôm nay thì em bán cho các bác những chậu giống này. Cây của nó thì cũng có cây thắt ngọn, cũng có cây nó đang đi ngọn rất là khỏe. Chậu hôm nay thì hàng về rất là nhiều mầm. Hoàng thảo săn lây, hoa màu vàng, vàng tươi, rất là đẹp. Loại này thì em xin phép bán với giá là 130.000 đồng một chậu nhé. Và các bác mua một cặp, tức là hai chậu là 250.000 được một hai chậu. Hàng VIP rất là đẹp luôn. Những cái thân nào nó thắt ngọn nó sẽ xuống lá, lá nó sẽ vàng. Còn thân nào đi ngọn nó vẫn đang phát triển rất là lực. Càng trồng thì nó càng dài, càng cao. À, vũ nữ xanh cốm nhé, cái mặt hoa của nó thì rất là đẹp, độc lạ. À, đây là một chậu của nó cũng nhiều giả hành như thế này. Và dòng này đẻ rất là nhanh. Em bán sưu tầm là 170.000 đồng một chậu. Vũ nữ xanh cốm. Thanh lý lô hạc vĩ thiên cung lữ bố và giả hạc hoa hồng đỏ. Hàng bây giờ đang lên nhiều mầm. 120.000 đồng một chậu. Mua 2 chậu là 200.000. Dendro xinh tím nhá. Cái này thì em thanh lý theo lô bởi vì cái số lượng em có nhiều. Cái cây này thì nó tình trạng cây là bây giờ nó xuống lá gốc. Xuống lá gốc, cây của nó vẫn đang trong quá trình chuẩn bị đâm nụ. Hàng này thì em sẽ thanh lý với giá rẻ là 60.000 đồng một cốc. Giá bán lẻ trước đây là 120, giờ thanh lý lửa giá là 60.000. Xinh tím nhá, Dendro xinh tím. Cái này thì vòi dài xương hoa và hoa của nó cánh xoắn rất là đẹp. Cái lô này để không không quan tâm nó, để nó bị xuống lá gốc trông nhìn nó hơi xấu đi một tí thôi, nhưng mà cây của nó rất là to khỏe. 60.000 một cốc xinh tím. Dendro xuân mặt hoa sổ số, 160.000 đồng một chậu. Dendro xuân hàng thuần tại vườn. Và các bác mua 2 chậu là 300.000 một cặp nhé. Một chậu rất là nhiều thân, 300.000 một cặp. Hàng bao đẹp. Lan thịnh vượng phát tài. Lan thịnh vượng phát tài ạ. Những cái cây này cây mẹ bồng con, một mẹ đẻ ra 1 đến 2 con các bác nhé. Những cây thịnh vượng phát tài này, nó cũng như kiểu bản chất nó là dòng chơi củ thôi. Đến một thời điểm nào đó nó cũng sẽ rụng lá. Và đây cái lá của nó này rất là xếp đẹp. Thịnh vượng phát tài này bán là 150.000 đồng một chậu. Hoa màu vàng, vàng tuyền, rất là đẹp. Dòng thịnh vượng phát tài này nó là một dòng cây phong thủy, 150.000. Giờ này bán rẻ, có những lô hàng 180.000, 190.000. Em vừa cập bến một lô sơn thủy tiên nhé. Sơn thủy tiên lại tiếp tục về thêm. Hôm vừa rồi về một cái lô hàng thuần đẹp quá. Và cái lô hàng này cũng là cái lô kết thúc. Bởi vì nhà vườn bây giờ người ta bắt đầu ươm giống mới. Những cái chậu này người ta thuần ít nhất phải tầm khoảng 5 rưỡi, gần 2 năm rồi người ta xuất. Còn bây giờ ươm giống mới phải đợi một thời gian nữa mới xuất được. Đó, hàng đây là những cái chậu hàng thuần. Bụi hôm nay rất là lùm nhiều thân các bác nhé. Bụi lùm nhiều thân. Và có hôm nay thì có cả những dòng chậu nan nhựa này. Đấy, nó lên rất là nhiều mầm gốc. Mà một chậu sơn thủy tiên ngày hôm nay thì em vẫn bán với giá bao nhiêu? 220.000 đồng một chậu nhé. 220.000 đồng một chậu sơn thủy tiên, hàng thuần sẵn. Tỷ lệ thân tơ rất là nhiều. Còn các bác mua sơn thủy tiên hàng kg ấy thì nó rất là ít thân tơ. Và các bác phải mất thời gian trồng khá là lâu thì để một chậu đẹp như thế này. Đấy, về một lô hàng rất là nhiều. Châu Thái nhá, đai châu Thái nha em, về cái hàng nó rất là nhiều màu. Có cây thì thân tía đỏ này, có cây thì thân trắng trắng này. Đấy, thân đỏ rất là nhiều. Và lô đợt này cây của nó cũng nhiều cặp lá mà cây rất là to. Đai châu Thái này các bác mua 3 cây là bên em miễn phí ship này. Lá hôm nay là dòng lá mít, bản lá to. Mít rất là to đẹp như thế này. Đấy. Và đai châu Thái thì em bán là 150.000 nhá. Hàng này là hàng chậu nhựa thôi, chứ còn lên mà chậu hàng này lên chậu gỗ thì không bao giờ có dưới 200.000 một cây. Đấy, có cây thân xanh, lá xanh mét, có cây thì thân màu tía đỏ. 150.000 một cây. Và các bác mua 3 cây 450.000 em miễn phí ship về tận nhà. Em có 3 chậu bò blue nhá. Bông hoa của nó thì rất là riêng. À, đây là hoa chỉ nở ở nách thôi, chứ còn hoa của nó khi nở trên đầu ngọn, hoa của nó rất là dài, vòi dài, cánh bay và lưỡi của nó tím đậm.
Bò blue này là dòng cây cao, cây trồng thuần lâu năm. Và đây là những chậu phi 30. Bình thường em gửi cho các bác là những chậu phi 12 cây, rất là bé thôi. Nó chỉ bé bằng cái thân, chưa đến cái thân nhỏ nhất của cái cây này mà đã 80.000 một chậu rồi ạ. Còn hôm nay thì những cái chậu này hôm nay em sẽ miễn phí ship cho các bác nhé. Bởi vì nhiều bác ngán cái tiền cước ấy, hôm nay thì những cái chậu giá em báo là đã được bao phí ship rồi. Hàng Tết năm ngoái em bán những cái chậu mà nó còn bé hơn đây là 650.000 một chậu chưa có phí ship. Nhưng hôm nay thì giá trên đã bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Em lên cho mọi người mã B1. B1 gồm có một chậu này. À, một thân này. Đây, hoa của nó lên. Đây, lên lách này. Giờ rất là nhiều mắt nụ đang sưng ở dưới. Các bác nhìn ạ. Chậu B1 gồm có một thân này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gọi là 9 thân nhá. 9 thân rất là cao. Một mầm này, 2 mầm nhỏ, một mầm nhỏ nữa là 2. Giờ này em bán 620.000. Em còn 3 giờ em bán thanh lý giá rẻ thôi ạ. Mã B2 630.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. Đây là 6 thân. 7 thân, tổng cộng là 7 thân không nhé. Cả dài cả ngắn, em toàn đến những thân thắt ngọn rồi và những thân đi ngọn dài như thế đó. Đấy, đây cái này thì thân tơ này, thân này chưa một lần hoa nào mà rất là nhiều mắt nụ đang sưng. Nó sẽ lên ở những cái nách này rất là nhiều, cây này cao hơn. Cây này rất là cao ạ, 630.000. 630.000, thân của nó to hơn cả ngón tay cái. Có cái thân này nó bị hư khi mà vận chuyển lần trước, em không tính nên cái thân này không tính nhá. 7 thân là tính chỉ những cái thân cao thôi ạ. 630 miễn ship. Giò B3 600.000. Một thân tơ chưa một lần hoa, rất là cao. Cao phải 90 cm. 2 thân tơ, 3 thân tơ nhá. 3 thân này thân đi ngọn này. Còn đâu là 4, 5, 6, 7, 8. 8 thân. Tổng cộng chỗ này là 8 thân. Giò này 600.000. Còn rất là nhiều những đợt hoa sắp tới sẽ lên. 600.000 miễn ship.